đang tiến vào khu cửa khẩu Ma Lâu Thàng này, và thăm khu chợ chuối lớn nhất Việt Nam. Đang vào khu chợ chuối lớn nhất Việt Nam này. Khu mua chuối từ bắt đầu từ 3 giờ sáng. Rồi, từng xe chở một xe máy này bán được gần được 1 triệu đấy. Ui, nhiều thế nhỉ. Bán xong rồi à? Chưa bán à? Hôm nay chuối được mấy đồng? Ui ui. Nhiều thế. Nhiều chuối thế nhỉ. Chưa bán được à? Hôm nay mấy đồng ấy? Chuối này bán được mấy đồng một cân ấy? Hả? Hôm nay rẻ thế nhỉ? Nhiều chuối thế. Anh làm cho tôi à? Kênh của anh thế nào? Tí anh nói. Nhiều thế nhỉ. Ui ồ. Để đang khám phá khu vựa chuối lớn nhất Việt Nam. Xe này chắc phải hơn tạ chứ. Đây một chuyến xe này 1 triệu. Đuổi thế. Ui ồ. Toàn chuối là chuối. Nay bán được mấy đồng một cân? Đây sau khi thu mua người ta gom đóng hộp chuyển sang Trung Quốc này này. Hộp đây.